Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm báo. Và trong phần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cung cấp với những số báo mới nhất có trong ngày hôm nay cũng như là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tháng 5 này thì thêm một loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động từ 0,1 đến 0,3% ở nhiều kỳ hạn. Trên báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Online ghi nhận diễn biến này qua bài viết Hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động. Ngày 4 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB điều chỉnh tăng lãi suất huy động thêm 0,2% ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng khi gửi trực tuyến online, cao hơn 0,1% khi gửi tại quầy. Trước đó, trong tháng 4 năm 2024, NCB đã có 2 lần điều chỉnh lãi suất huy động, tổng mức tăng trong các kỳ điều chỉnh trong 2 tháng qua khoảng 0,6% trên năm. GB Bank cũng tăng thêm 0,2% ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng tăng thêm 0,2%, hiện đang ở mức 5,25% trên năm. GB Bank cũng đã tăng lãi suất huy động hồi giữa tháng 4 năm 2024 vừa qua. Trước đó, trong ngày 3 tháng 5, một số ngân hàng thương mại cổ phần thuộc nhóm Big Four cũng bắt đầu tăng lãi suất huy động. Như tại BIDV, lãi suất tăng thêm 0,2% cho các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng. Vietinbank cũng điều chỉnh tăng thêm 0,2% ở các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng hồi cuối tháng 4 vừa qua. Như vậy, trong tháng kể từ tháng 4 đến nay, thì có gần 20 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, tổng mức tăng từ 0,1 đến 0,6% trên năm. Theo số liệu tiền gửi của khách tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 1 năm 2024, vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố tiền gửi tiết kiệm của cư dân và các tổ chức kinh tế đều giảm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, nguyên giảng viên Học viện Tài chính, lượng tiền gửi của khách hàng giảm là do thời gian qua, lãi suất huy động từ mức cao đã giảm sâu xuống dưới đáy. Chủ trương của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là vẫn duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế nên trong thời gian tới, lãi suất huy động có tăng nhưng sẽ không tăng quá cao, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định. Thưa quý vị và các bạn, một mùa thi lại đến, đồng nghĩa với việc là sẽ có một lứa sinh viên sẽ ra trường. Và khi mà sinh viên mới ra trường thì sẽ lấy đâu ra kinh nghiệm nghề nghiệp? Vậy điều mà doanh nghiệp sẽ mong muốn ở nhóm lao động sinh viên mới ra trường, mới tốt nghiệp là gì? Trên báo Tuổi Trẻ Online, bài viết mới nhất có đăng tải về nội dung này với tiết bài là Doanh nghiệp cần gì từ lao động sinh viên vừa tốt nghiệp? Xin được trích đọc cùng quý vị. Bà Thanh Ngân, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Smartland cho rằng không nên đòi hỏi quá nhiều ở nhóm lao động là sinh viên vừa tốt nghiệp vì như thế cũng chỉ làm khó nhau. Điều doanh nghiệp mong muốn nhìn thấy ở nhóm lao động này đó chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, bù lại kinh nghiệm làm việc. Đó còn là sự nhanh nhẹn, tự tin, hòa đồng và đặc biệt là khả năng làm việc nhóm. Đặc tính của Gen Z đó là sự tự tin, khả năng làm việc độc lập. Tuy nhiên mới đi làm mà độc lập quá cũng rất khó hòa đồng với mọi người mà công ty luôn làm việc theo nhóm, bà Ngân chia sẻ. Sẵn sàng học tập là điểm cộng mà bà Hạnh Nguyên, quản lý phòng phát triển kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Việt An, Vian Travel, nói rất cần nhìn thấy ở nhân sự mới, ngoài ra còn là sự cầu tiến, chủ động trong công việc. Bà Hạnh Nguyên cho biết, do được hỗ trợ thông tin cũng như thay đổi trong chiến lược đào tạo, nên dù mới ra trường, độ tự tin ở số đông đảo lao động Gen Z vẫn vượt trội hơn nhiều so với các thế hệ trước. Tôi đánh giá cao sự tự tin chủ động, đôi khi thể hiện có thể hơi tiêu cực, hơi thái quá, nhưng ít nhất là các bạn tự tin, bà Hạnh Nguyên cho biết. Dạ thưa quý vị, và khi nói về Gen Z thì cụm từ là chữa lành healing ở thế hệ này cũng được nhắc đến rất nhiều. Và trào lưu chữa lành thì đang nổi rần rần khắp cõi mạng. Tuy nhiên trào lưu này vẫn chưa hiểu đúng và nhiều khi bị lạm dụng, biến tướng. Trên báo điện tử VTC News đã ghi nhận câu chuyện này qua bài viết Vì sao trào lưu chữa lành gây sốt thời gian qua. Thời gian gần đây, cụm từ chữa lành hay là healing gây sốt và trở thành câu cửa miệng của cộng đồng mạng. Kéo theo đó là các phương pháp chữa lành hay dịch vụ chữa lành thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít trào lưu chữa lành như là đi du lịch, tìm về với thiên nhiên hay tham gia các hoạt động xã hội, thiền, nghe podcast, bói bài tarot. Nhiều người hưởng ứng vì cho rằng nó giúp hàn gắn được những tổn thương tâm lý. Chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết, chữa lành là một thuật ngữ dùng rất nhiều trong lĩnh vực tâm lý, nhưng được biết tới nhiều hơn sau đại dịch Covid-19. Chữa lành là tác động rất cần thiết và có tác dụng đối với những người bị tổn thương, gặp áp lực trong cuộc sống, rơi vào trạng thái trầm cảm, căng thẳng hay mất cân bằng, mất phương hướng.
Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận đúng về chữa lành. Bản chất của chữa lành là để cho chúng ta hạnh phúc hơn, chia sẻ được những vấn đề tổn thương tâm lý đang gặp phải, giúp vượt qua trầm cảm, tổn thương. Bên cạnh những hoạt động chữa lành có định hướng của những người có chuyên môn, hiện nay thì một số khóa học chữa lành trên mạng đang có những dấu hiệu trục lợi, lừa đảo. Những khóa học này đang được quảng cáo rầm rộ, nhưng hiệu quả thế nào thì vẫn là câu hỏi lớn. Nhiều khi chữa lành lại trở thành cơ hội kiếm tiền của nhiều người, nhiều cá nhân, tổ chức đang lợi dụng sự bất ổn về tâm lý, nỗi đau trong tâm hồn của nhiều người để lôi kéo, dụ dỗ bán những khóa học chữa lành với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Do đó, mọi người cần phải cân nhắc kỹ khi tìm tới các khóa chữa lành. Bài viết tiếp theo thì cũng là một chủ đề mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm, đặc biệt là những bậc phụ huynh mà đang có con trong độ tuổi dậy thì. Làm gì khi bất ngờ thấy con lén đọc các cái chuyện 18 cộng, xem các video xem phim 18 cộng trên mạng? Cha mẹ có nên la mắng, đánh đòn hay cần phải nói gì ngay tại thời điểm đó? Vấn đề nhạy cảm này thì sẽ được đăng tải trên báo Thanh Niên Online và phân tích qua bài viết với tiêu đề là xử trí như thế nào khi bắt gặp con lén đọc chuyện xem phim 18 cộng. Không biết cha mẹ từng rơi vào tình huống này, nhiều người cho biết là bị sốc, bị choáng, giận dữ không thể kiềm chế khi thấy con em mình đang học trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông đã tò mò lén giấu sách chuyện 18 cộng hoặc xem phim 18 cộng. Đâu là cách đúng đắn mà phụ huynh nên xử trí trong lúc này? Chị Trần Thu Hà, mẹ Su Sim, tác giả nhiều đầu sách về nuôi dạy con như là Con nghĩ đi mẹ không biết, Buông tay để con bay, chia sẻ việc bắt gặp con lén xem phim ảnh chuyện 18 cộng, đó là dấu hiệu con cũng cảm nhận được là con bị cấm đoán, hoặc nếu bị phát hiện sẽ bị la mắng, bị trách phạt nên phải giấu giếm. Là giấu giếm ba mẹ không kết nối được với con, không tin con đối với chuyện đọc và xem các phim nhạy cảm. Việc trẻ tò mò đọc xem không có gì xấu, đó là tò mò bản năng, trẻ con trên toàn thế giới là như thế. Bản năng thì không xấu, nhưng tâm thế lúc các con xem các phim truyện có yếu tố nhạy cảm như thế nào mới là quan trọng. Tôi cho rằng tốt nhất là trong tình huống đó, cha mẹ hãy cố gắng kiềm chế sự sốc choáng của mình và bình tĩnh. Có thể giả vờ tỉnh bơ, nói một câu ngắn thôi như là ôi con đã xem cái đó hả, ghê quá nhỉ, ồ thấy rồi nhé, ôi khiếp vậy. Rồi thật nhanh chóng hãy đi ra khỏi không gian đó của con và để con tự dừng lại. Trẻ con rất nhạy cảm, tôi chắc chắn lúc đó các con cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Chúng sẽ tự biết dừng lại. Đừng mắng mỏ, chút giận lên đầu các con. Đừng viết hay kể xấu con lên mạng xã hội mà làm con cảm thấy ê chề. Với tuổi teen, thể diện là điều vô cùng quan trọng, chị Thu Hà chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, số lượng cảnh nóng trong các bộ phim Hollywood đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Và với phim Việt thì cảnh 18 cộng cũng không còn là yếu tố ăn khách nữa. Trên tạp chí Tri thức Genews phân tích câu chuyện này qua bài viết Cái chết của cảnh sát trên màn ảnh. Thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng cảnh sát trong các phim chiếu rạp đã giảm đáng kể so với thế kỷ trước. Việc các đạo diễn dần nói lời tạm biệt với cảnh sát là một hướng đi phù hợp với thói quen, sở thích của thượng đế, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ tuổi. Một khảo sát của UCLA cho biết vào cuối năm 2023 từng chỉ ra là thế hệ Gen Z ngày càng không muốn chứng kiến cảnh sát trên phim ảnh và cả truyền hình. Còn tại Việt Nam, cảnh nóng lại thường xuyên được bày biện trong các tác phẩm chiếu rạp. Những năm gần đây thì nhiều dự án nội địa với cảnh nóng táo bạo ra mắt, từ Người Mặt Trời, Người Vợ Cuối Cùng, Chiếm Đoạt cho tới Trà, Mai, Before Sex, Trước Giờ Yêu hay Cái Giá của Hạnh Phúc. Tuy nhiên, không ít phim bị phản ứng. Trong danh sách này thì Người Vợ Cuối Cùng và Mai là hai cái tên hiếm hoi có doanh thu tốt. Tuy nhiên, ngay cả cảnh nóng trong hai tác phẩm này cũng không thực sự được đánh giá cao. Chuyên gia Nguyễn Phong Việt, người có nhiều năm quan sát thị trường cho biết, điện ảnh Việt Nam đang chậm chân về xu hướng so với các nền điện ảnh trong khu vực và quốc tế. Do đó, khi các nước đã không còn xem việc sử dụng cảnh 18 cộng là cần thiết, hoặc đã có giải pháp khác về mặt kịch bản sao cho phù hợp hơn, thì một số nhà làm phim Việt vẫn tin rằng chúng là món ăn lạ và hấp dẫn với khán giả. Ngoài ra, việc nhiều chiến dịch truyền thông sử dụng cảnh nóng như mọi câu sự chú ý của đại chúng khiến cho tình trạng sử dụng cảnh nóng trong phim Việt vẫn tràn lan, bất chấp việc nó có phục hồi cho nội dung câu chuyện hay không.